Xin chào mọi người đã đến với kênh của Tuyết Nga Miền Tây Vlog. Hôm nay mình sẽ ăn là cơm với là cá chép. Đây là cá chép chiên và canh cải cải ngọt nha các bạn. Trời nóng như thế này thì chúng ta phải ăn canh rất là tốt. Cả nhà cùng ăn nha. Cá chép cái thịt nó rất là hiền. Thịt không à. Mình ăn với nước tương. Bạn nào thích ăn với nước mắm thì ăn nha. Ăn thêm miếng ớt cho cay cay nó mới ngon. Canh này là canh cải thì à, mà mình lại nói lộn là cải ngọt. Mình rất là thích ăn cải thì à. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tranh thủ bé nhà mình ngủ mới được ăn cơm nè. Giờ này mình mới ăn cơm sáng đó các bạn. Ngon quá. Mình rất thích ăn đầu cá. Đầu cá nó rất là béo, giòn giòn, ngon lắm. Cá chép này là cá chép biển nha các bạn. Chào các bạn nha. Hãy đón xem những video tiếp theo của Nga nha.